đây, đây chính là một cái dãy cà phê. À, đó mọi người thấy không? Trời ơi, ôi sao ông nhiều vậy? Thôi mấy con ong mày lấy cho nó chích rồi sao? Chích không, chích không? Ờ, hy vọng là nó đừng chích nha. Đây, đây là cây dãy cà phê và đây là cây cà phê. Đó, cây cà phê thì nó cũng không có cao lắm hả? Nhưng mà sao đây? Trời ơi, mà biết không? Hồi nãy lúc mà vừa trên xe bước xuống á, tôi nghe một cái mùi thơm. Nó thơm lắm, tôi tưởng là bông nhài. Bông nhài còn gọi là bông lài đó, tôi tưởng nghe cái mùi đó không à. Nhưng mà xuống tới nơi rồi mới biết là cái mùi đó không phải bông lài mà cái mùi đó từ cái bông này nè. Mà hồi nãy lúc vừa mới xuống nó sọc vô mũi, trời ơi thơm lần luôn. Bây giờ nãy giờ xuống hơi lâu rồi cho nên là bây giờ nó bớt thơm đi một chút xíu, nhưng mà nó vẫn còn thơm. Tìm cái trái coi. Ê mọi người, hãy giùm trái coi coi có trái không. Không có trái thì biết sao không? Là tại vì á, cái mùa này người ta thu hoạch hết trơn rồi, cho nên bây giờ khó mà kiếm trái lắm. Ủa, thu hoạch chưa hay là cái mùa này mới chỗ bông? À đúng rồi, chưa bậy, xin lỗi mọi người. Tôi nói lộn, cái mùa này là nó đang chỗ bông, sau đó là tháng 2, tháng 3 gì đó nó mới ra trái. Cà phê thì theo Huy được biết á, là nó chỉ thu hoạch là mỗi năm một lần. Bây giờ thì chưa có trái. Ê, trái này. Đây nè. Đây nè. Thấy chưa? Đó. Quá trời luôn, bên kia nó kìa, đây đó nè. Thái thương trái nha. Bây giờ mà đừng có ai ra quýnh nè. Đây, trời ơi, đây nè. Trời, xui ghê chưa. Xui cái khúc đó ghê. Đây nè, trái cà phê nè. Đó, mọi người thấy không? Cái trái cà phê nhìn nó cũng nhỏ nhỏ. Nó ê, nhìn nó giống cái trái trứng cá chứ bộ ha. Này nó cũng có cái chùm ở trên đầu nè đó. Giống như trứng cá chứ bộ. Đây là trái cà phê nha mọi người. Trời ơi. Đó mọi người thấy không? Khi mà vô trong cái khu cái rẫy cà phê này chúng ta có thể chụp hình rất là đẹp. Tại vì cái bông cái mùa này đang ra nè, cho nên cái mùa này mới là cái mùa chụp hình đẹp nhất nè. Đó. Đó bây giờ phải đó, thấy chưa? Ở góc này chụp hình là bao đẹp luôn. Trời nắng quá đẹp mắt kiến cái. Đó rồi. 2 3. À, thiếu nữ mình dừng cà phê. À, giỡn vậy thôi. Ê, mà nói nghe nè, ở đây biết tại sao nó có ong nhiều như vậy không? Là tại vì á, theo cái gọi là sao ta hồi nãy hỏi á, thì người ta nói là ở trong những cái rừng cái dãy cà phê này nè, là người ta sẽ đặt những cái thùng người ta nuôi ong. Đó, xong rồi ban ngày thì những chú ong chăm chỉ bay ra khỏi cái thùng, cái đầu đi lấy những cái mật từ những cái hoa nè, xong rồi sau đó chú ong chở về lại cái thùng. Đó, bởi vậy cái mật ở đây, mật ong này gọi là mật ong cà phê. Tới được đây là mình thêm một cái địa điểm vừa chụp hình check in được và vừa khám phá được, cũng rất là thú vị. Còn đây là gì biết không? Nè, đây nè, dạ. Cái này á là giống như là cái vỏ của cà phê người ta rang ra hả, phải không? Tách hộp. Người ta tách hộp ra, à, đúng rồi, đó, xin lỗi mọi người, tôi dùng từ bị sai. Đây là cái vỏ cà phê. Trời ơi, cái vỏ mà cỡ này thì chắc là thu hoạch nhiều dữ lắm á. Rồi bây giờ Phan đang rất là tò mò để muốn biết là tới cái mùa cà phê thì cái bông mình nó còn hay không, rồi cái trái cà phê nó đậu ra nhiều tới cỡ nào. Hồi đó giờ thấy trên sách báo trên mạng không mà chưa cái tận mắt chứng kiến, cho nên là chắc chắn là sẽ hẹn lại mọi người vào một dịp không xa, chúng ta sẽ lên lại nơi này và chúng ta tận mắt chứng kiến cà phê nó đậu trái. Còn bây giờ chúng ta đi tham quan tiếp nào. Đi. Thôi đây là rất là rộng luôn á mọi người. Đây thấy chưa? Thấy không? Sau khi mà nó kết bông rồi sau đó nó sẽ rụng bông và nó sẽ đậu trái đây từ những cái li ti đây nè. Trời ơi, đó, thấy rồi mọi người, thấy chưa? Cái này là trái nó còn xanh, ở phía trong này là nó đậu trái nhiều hơn được một tí, nó cũng có trái màu đỏ nữa nè. Đó, thấy chưa? Trời ơi, vậy tôi nói ha tới mùa mà nó đậu trái, trời ơi chắc là đẹp dữ lắm, tại vì nó có điểm thêm những cái màu đỏ trên cái cây màu xanh như thế này nữa, mà trái nó chùm vậy nè. Trời ơi thích quá. Rồi đó, nói chung là tóm lại là ở cái vườn cà phê này thì cho mình tới đây đầu tiên là mình sẽ ngửi được cái mùi rất là thơm từ những cái bông nè, rồi chụp hình rất là đẹp nè. Còn bây giờ thì mời mọi người cũng như là Phạm ơi, chúng ta sẽ tìm những điểm tiếp theo để chúng ta tiếp tục khám phá nha. Đi.